Toyota Corolla Cross là cái tên đáng chú ý nhất sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 5 năm 2024. Lịch ra mắt của Toyota Corolla Cross là vào ngày 6 tháng 5. Mẫu crossover hạng B được nhà sản xuất Nhật Bản kỳ vọng sẽ lấy lại vị thế cho hãng trước những đối thủ sừng sỏ đang có mặt tại thị trường Việt Nam như CX-5, Tucson, X-Force hay Creta. Là một bản cập nhật giữa vòng đời nên Toyota Corolla Cross 2024 không có quá nhiều thay đổi. Thay đổi lớn nhất nằm ở cấu hình các phiên bản. Cụ thể, biến thể G tiêu chuẩn đã bị loại bỏ, chỉ còn bản xăng và bản hybrid, nhưng giá bán giảm 40 đến 50 triệu đồng so với trước đây, xuống còn 820 triệu đồng và 905 triệu đồng. Ngoài ra còn có thiết kế mặt ca lăng và bộ la răng mới, phanh tay điện tử, sạc không dây và màn hình lớn hơn. Cùng với Corolla Cross, Toyota Việt Nam sẽ mang về cả bản cập nhật của mẫu bán tải Hilux. Mẫu bán tải này sẽ được phân phối với 3 phiên bản thay vì một biến thể như trước, bao gồm số sàn 2 cầu, số tự động 1 cầu và số tự động 2 cầu. Giá bán của xe được tiết lộ sẽ nằm trong khoảng 670 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Bản số tự động 1 cầu sẽ có giá thấp hơn khoảng 100 triệu đồng so với đời cũ, hứa hẹn giúp Hilux cải thiện doanh số trong bối cảnh không bán được xe nào trong quý 1 vừa qua. Ngoại thất xe đã được làm mới, khỏe khoắn và vuông vức hơn thế hệ sản phẩm hiện tại. Ngoài ra, Toyota Hilux bản cập nhật cũng được trang bị nhiều tiện ích hơn với màn hình giải trí cỡ lớn, camera 360 độ, điều hòa tự động 2 vùng. Một cái tên sắp ra mắt cũng đang rất gây chú ý, đó là Haval Jolien, mẫu crossover hạng B đến từ Trung Quốc. Xe sẽ có hai phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với một tùy chọn động cơ hybrid có sức mạnh 190 mã lực, 375 Nm. Mức giá khởi điểm dự kiến của Haval Jolien là dưới 700 triệu đồng. Jolien được trang bị màn hình giải trí 10 inch, ghế gia chỉnh điện, cần số điện tử và gói công nghệ hỗ trợ người lái ADAS. Tuy nhiên, xe sẽ gặp thách thức là yếu tố thương hiệu mới. Không chỉ có Jolien, một cái tên mới đến từ thương hiệu Trung Quốc là GWM Tank 300 cũng dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 5. Tuy khiến khách Việt e ngại vì nguồn gốc Trung Quốc nhưng lại gây tò mò vì xe có thiết kế gợi nhớ đến các mẫu xe Việt dã địa hình như Land Rover Defender hay Jeep. Tank 300 có kích thước tương đương với các mẫu SUV hạng C với điểm nhấn là bộ mâm 17 inch đi kèm với lốp địa hình dày dặn và khoảng sáng gầm là 222mm. Bên trong khoang nội thất, Tank 300 có cửa gió phong cách tuabin đặc trưng, cửa sổ trời và táp lô phay xước. Giá bán và cấu hình phiên bản của Tank 300 tại Việt Nam chưa được nhà phân phối tiết lộ. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này có hai biến thể với giá bán lần lượt là 1,649 triệu baht và 1,799 triệu baht, tương đương với khoảng 1 tỷ 116 triệu đồng và 1 tỷ 218 triệu đồng.